rồi đó, bụng quá. Nó chạy xe ôm mà cái giờ nó chưa có về nữa. Chờ mỏi mòn. Giờ nó bụng quá trời. Thôi giờ không có gì ăn, tạp đất ăn mậy. Về nó cho ăn kìa. Ăn từ từ thôi anh heo. Chồng nó tụi em ăn với anh heo. Anh ăn gì anh tát thật 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 chứ sao tụi em ăn lại anh heo. Chứ tụi bay thấy thân hình của tao lớn như vậy nè, mà biểu tao ăn từ từ như tụi bay là sao tao chịu nổi. Tại cái mỏ tụi bay nhỏ quá mà, mỏ lần có một hộp cơm mà. Biết như vậy thì anh heo phải nhường tụi em chứ. Ăn gì đâu mà, đúng là cái đồ ăn như heo. Mà ăn mẹ đi, tụi bay cùng đi coi đá banh nữa kìa. Mẹ đi. Trời ơi, coi anh ăn kìa. Rồi ăn gì mà ăn bất chấp luôn. Ăn không thèm mắt cái mỏ lên để mà thở nữa. Hay thiệt chứ. Mình ăn nhiều khi mình cũng ngước cái cổ lên để mình nuốt xuống. Còn không ăn ngon ổng. Thấm đầu thấm mỏ vô không ăn nè. Trời ơi. Công nhận hay thiệt chứ. Anh heo ơi, anh làm ăn anh ngừng ăn lại chút thôi anh heo. Ngừng lại anh thở đi anh heo ơi. Anh ăn gì vậy mà em thấy lo quá anh heo. Còn nhanh ăn với tụi em nữa. Trời ơi, ăn hết trơn rồi. Kiểu này là đói chắc nè. Thôi mấy đứa là tập trung ăn đi. Trời ơi, chứ lo nói hoài sao ăn lại anh heo. Ăn gì mà tát nốt nè. Ai ăn cho lại. Rồi anh heo ánh no rồi đó. Ăn không dành ăn với ổng mệt cũng chết luôn. Hello, xin chào. Chào bà con nha. Chúc một ngày mới tốt lành nha. No bụng quá. Thôi đi nằm đây no quá rồi.